Cảm ơn quý vị trở lại phần cuối cùng của Điểm tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối là bản tin xã hội. Thưa quý vị, Franco Nguyễn nói về thân phận danh hài da màu. Vâng, chúng tôi xin là điểm qua bài trả lời phỏng vấn của Franco Nguyễn, là một danh hài trẻ 30 tuổi, người Canada gốc Việt, sống ở thành phố Toronto, vừa mới được báo mạng HuffPost Canada phỏng vấn và đăng bài vào ngày 23 tháng 4, 2018 vừa qua. Franco Nguyễn nói là bạn phải giải quyết sự thay đổi không khí trên sân khấu khi bạn là một người da màu được lên trình diễn trước khán giả mà đa số không phải là người gốc Á Châu. Đó là một trong những năng khiếu mà danh hài gốc Việt này có được, bằng cách là anh ta đứng diễn hài trước khán giả, xem trực tiếp, và anh ta cũng trình diễn trong Tall Boys Two Men, tức là một ban hài kịch mà gồm có 4 người thuộc các chủng tộc khác nhau. Thì nguồn tin cho biết là cha mẹ của Franco là di dân từ Việt Nam, và anh kể với phóng viên là nếu như tôi là một show diễn ở nơi có 4 người da trắng trình diễn trước tôi, rồi sau đó tôi bước lên sân khấu thì ngay lập tức bầu không khí thay đổi. Và phản ứng này anh cho là có thể tạo hiệu quả theo hai chiều, từ phía tôi đến khán giả và ngược lại. Thì khán giả có thể đánh giá tôi gắt gao hơn, như là muốn nói là cái anh chàng này phải thiệt là vui nhộn hơn mấy người kia thì tôi mới cười. Thì Franco Nguyễn nói là như vậy cũng có rủi ro lớn nhưng mà cũng có phần thưởng. Và Franco cho biết là khi mà đến trước một nhóm khán giả lạ thì bạn có thể là người da màu duy nhất mà họ được tiếp xúc trong tuần lễ đó, hoặc là biết đâu là có thể là trong cả cuộc đời của họ. Cho nên dù bạn thích hay không thích thì bạn cũng phải cố gắng hết sức làm người đại diện cho chủng tộc của bạn một cách tốt đẹp. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, theo Bích Trâm thấy thì để mà chọc cười những người mà cùng màu da, cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ với mình đã là điều khó rồi, huống hồ là phải đối diện với những người mà hoàn toàn khác mình như anh chàng danh hài này phải làm. Thì tuy nhiên thì bản tin này có lẽ cho thấy là giới trẻ gốc Việt đã tiến sâu vào nhiều lĩnh vực ở trên thế giới để mà hội nhập vào dòng chính cũng như là nền văn hóa đa dạng của xã hội sở tại, mà vẫn mang được cái nét độc đáo từ nguồn gốc cá biệt của họ. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về sự việc này thưa anh? Thực ra thì cái vấn đề này, cái khó khăn này không phải là trong cái lĩnh vực danh hài giống như anh này kể đâu, mà chắc có lẽ là chúng ta thấy là nó đã hiện diện ở bất kỳ một cái lĩnh vực nào. Khi mà nói trước đây, khi chúng ta nói tới những cái nhà khoa học của Việt Nam thành công ở xứ Mỹ đó, chúng ta đã đề cập rằng họ có lẽ là để chiến thắng được những cái đồng nghiệp của mình ở bản xứ đó, họ cần phải có những cái năng lực gấp rưỡi gấp đôi thì mới được sự chấp nhận. Và nếu đây là những cái trường hợp mà gọi là phụ nữ giống như khoa học gia Dương Nguyệt Ánh thì có lẽ là cái tài năng phải gấp đôi gấp ba thì mới vừa là chiến thắng người bản xứ và chiến thắng người đàn ông. Và ngay cả bây giờ chúng ta lấy những cái sự kiện thực tế gần gũi chúng ta nhất, chúng ta thấy như vậy, trong một cái show ca nhạc chẳng hạn vậy, toàn là những cái tên tuổi gạo cội lớn đã thành danh nhiều năm rồi, bây giờ tự nhiên có một cái ca sĩ mới lên hay là trẻ đi nó lọt vào trong đó thì khán giả người ta có một cái tâm lý khác ngay. Một là có những người sẽ nói rằng trời ơi, mới lên mà cho vào mấy cái cây đa cây đề âm nhạc thế này thì làm sao mà có người nghe. Thế nhưng mà lại có một cái số khán giả khác, người ta đã quá quen thuộc với những cái giọng ca cũ, người ta luôn luôn người ta thích thú và tò mò để xem là những cái giọng ca mới nó có những cái sáng tạo gì, nó mới lạ và nó khác biệt hay không. Và đối với cái người mà diễn trong trường hợp vậy, đối với cái người nghệ sĩ thì nó lại đúng là như thế, nó cũng đưa ra là hai cái tâm lý, hai cái sự chọn lựa thôi. Nếu như mình cảm thấy yếu đuối, không nên ra gió, coi như là không tự tin vào tài năng thì có lẽ là xin rút lui, chọn một cái sân diễn nó tầm mức nó vừa phải thôi và nó an toàn hơn. Thì còn như tuy nhiên, nếu như muốn coi như là cái người có cái tham vọng cao, có tự tin vào bản lãnh thì có lẽ là họ phải chấp nhận cái áp lực lớn như thế, biến cái áp lực lớn nó thành một cái nỗ lực phi thường, vượt quá khả năng thì mới mong thành công được. Thì bao giờ cũng vậy thôi, sóng to gió lớn thì mới tạo ra cái thuyền trưởng giỏi. Coi như là phải chấp nhận khó khăn nhiều thì thành công mới lớn và vinh quang mới chói lọi, không đâu có một cái con đường nào khác đâu.